Năm 2012, GDP của tỉnh tăng 7,7%, giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản tăng 0,22%, công nghiệp tăng 9%, dịch vụ tăng 11,5%, thu nhập bình quân đầu người 28 triệu đồng, cơ cấu kinh tế nông nghiệp 20,84%, công nghiệp 47,48%, xây dựng dịch vụ 31,67%. Kim ngạch xuất khẩu 1.095 triệu USD, thu ngân sách đạt 4.310 tỷ đồng, thu hút thêm 71 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 2.700 tỷ đồng và 186 triệu USD, đã có thêm 35 dự án mới đi vào hoạt động, số hộ nghèo giảm còn 7,2%, tạo thêm việc làm mới cho 1.8 vạn lao động, có 20% đã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 81% số làng khu phố đạt danh hiệu làng khu phố văn hóa. Năm 2013 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015. Mục tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh ta được kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15 thông qua là tổng sản phẩm GDP tăng từ 8 đến 8,5%, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp thủy sản tăng 1 đến 1,5%, công nghiệp tăng 11 đến 12%, dịch vụ tăng 13 đến 14%, cơ cấu kinh tế nông nghiệp 19%, công nghiệp 48,5%, xây dựng dịch vụ 32,5%. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 32 triệu đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 1 tỷ 250 triệu đô la Mỹ, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 5.400 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 4.417 tỷ đồng, thu hoạt động xuất nhập khẩu 1.005 tỷ đồng, tạo thêm việc làm mới cho 1,9 vạn lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 49%, xây dựng 30 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia, 40% xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế, 82% số làng khu phố văn hóa.